Kính thưa quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều thứ năm ngày 10 tháng 8. Ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế vẫn chưa được hoàn cho doanh nghiệp, nút thắt nằm ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phòng chống sạt lở mùa mưa bão. Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh cấm đầu tư vào công nghệ cao ở Trung Quốc. Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản và 6 bị cáo khác ra hầu tòa về tội lừa dối khách hàng. Dù Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế có văn bản đôn đốc Cục Thuế các tỉnh thành đẩy mạnh giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế vẫn chưa được hoàn cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, cần quyết liệt hơn nữa để tìm giải pháp khơi thông nguồn lực lớn này để doanh nghiệp đưa vào sản xuất, kinh doanh. Các trường hợp kéo dài thời gian hoàn thuế rơi vào hơn 20% thuộc nhóm kiểm trước hoàn sau. Như chậm trễ, theo lý giải của Bộ Tài chính có nhiều lý do. Với những cái hồ sơ cụ thể ta mới xác định rõ được ở đâu, phía cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế phải xem xét để cải tiến làm sao để cho nó không còn chậm nữa. Tuy vậy, trong khoảng thời gian rà soát của cơ quan quản lý thì nhiều doanh nghiệp đã kiệt sức và mệt mỏi vì chờ đợi. Cần phải quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của cái bên cơ quan quản lý nhà nước là thu thuế. Nếu như chậm hoàn thuế thì ông cũng sẽ phải bị xử phạt và phải trả cái mức lãi suất tương đương cái lãi suất mà người ta đi vay các tổ chức tín dụng. Hiện vướng mắc nhất trong hoàn thuế cho doanh nghiệp là khâu xác minh nguồn gốc hàng hóa, khách hàng đối với doanh nghiệp, xác minh người nước ngoài mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Ngành thuế cần có giải pháp gỡ nút thắt này để giải phóng nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp. Làn sóng văn hóa Hàn Quốc mang theo những lợi ích về văn hóa và kinh tế đang được chính phủ nước này đẩy mạnh ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trong tháng 7 vừa qua, thì chỉ riêng hai đêm trình diễn của nhóm nhạc Blackpink đã mang về cho thành phố Hà Nội doanh thu ước đạt 630 tỷ đồng từ du lịch. Hòa cùng làn sóng ấy, sáng nay, chuyến xe Hàng Rong nhằm giới thiệu hương vị ẩm thực Hàn Quốc chính thức khởi hành tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ đi qua 162 điểm tại 11 thành phố. Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 10 tháng 11, chuyến xe Hàng Rong của CJ Foods Việt Nam sẽ ghé đến các khu chợ, khu dân cư và các trường đại học. Người dân sẽ được thưởng thức các món ăn Hàn Quốc như mandu, kim chi, tteokbokki, rong biển được chế biến trực tiếp, giữ trọn vẹn hương vị xứ Hàn. Thông qua chuyến xe Hàng Rong, CJ Foods mong muốn tiếp cận đến với người Việt Nam theo cách thân thuộc và gần gũi nhất. Văn hóa ẩm thực hai nước có nhiều nét tương đồng. Vì vậy, chúng tôi mong muốn không chỉ quảng bá cho ẩm thực Hàn Quốc mà còn quảng bá cho văn hóa ẩm thực Việt Nam. Chuyến xe Hàng Rong Bibigo sẽ mang hương vị chuẩn Hàn tới khắp nẻo đường theo kiểu gánh hàng rong, giúp đa dạng hóa món ăn cho người Việt. Không chỉ CJ Foods, nhiều tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc cũng được khuyến khích mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc. Vietnam Airlines thông báo nhiều chuyến bay của hãng phải điều chỉnh lại lịch khai thác trong ngày hôm nay 10 tháng 8 do ảnh hưởng của bão Kanun. Theo đó, các chuyến bay đến đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc của Vietnam Airlines có thể thay đổi theo đánh giá mức độ ảnh hưởng của bão Kanun để đảm bảo an toàn bay. Do nhiều chuyến bay của các hãng hàng không khác cũng thay đổi về hành trình để tránh bão trên khu vực này, nên tình trạng tắc nghẽn không lưu tại các sân bay có thể xảy ra, làm thay đổi về giờ cất hạ cánh ngoài dự kiến. Hành khách được khuyến nghị sẽ thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin của hãng hàng không. Sáng nay, công ty thủy điện Trị An tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xả tràn để điều tiết sau khi nước từ thượng nguồn đổ về tăng nhanh trong những ngày gần đây. Từ 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8, công ty thủy điện Trị An bắt đầu xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa nhằm duy trì mực nước hồ chứa theo quy định. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 950 m khối giây. Sau ngày hôm nay, tùy theo diễn biến của thời tiết và lưu lượng nước về hồ, công ty thủy điện Trị An có thể thay đổi lượng nước xả qua đập tràn. Trước tình hình này, người dân vùng hạ du hồ chứa gồm các vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh thiệt hại có thể xảy ra do nước sông dâng cao. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm sạt lở mới nhất nằm ven sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, rộng 800 m vuông. Đáng nói là điểm này không nằm trong danh sách các vị trí có nguy cơ sạt lở mà thành phố đã công bố. Điều này cho thấy mức độ tiềm ẩn nguy cơ cao với khu vực ven sông hay kênh rạch. Hiện đang vào mùa mưa, thường xảy ra sạt lở bờ sông, kênh rạch. Chính quyền các quận, huyện đã tăng cường kiểm tra các điểm nguy cơ cao, gia cố bờ bao để phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Sau gần một tuần, khu vực sạt lở ở phường Thạnh Lộc, quận 12 đã bị phong tỏa hoàn toàn. Phường Thạnh Lộc
có hơn 4 km giáp bờ hữu sông Sài Gòn, có 6 điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Dòng sông ở trên địa bàn huyện Tân Lộc mình là nằm bên bờ lở, cho nên là vừa ra cách bờ sông thì cái mực nước, cái đáy sông rất là sâu, kết hợp với lại chiều cường, bờ đất chịu không nổi. Phường cũng có đề xuất những cái điểm có nguy cơ sạt lở trước đây để nâng cấp thẩm quyền có phương án hỗ trợ về cái kinh phí để mà gia cố. Quận 8 cũng là địa phương có nhiều kênh rạch nên phương châm 4 tại chỗ được chính quyền áp dụng triệt để. Thường xuyên đi kiểm tra, hãy có khi phát hiện sự cố thì sẽ có phương án xử lý ngay. Phường đã có lên cái phương án, hiện nay có 5 điểm thì cái này sức chứa khoảng nó rơi vào khoảng 7.400 người. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, bảo đảm an toàn công trình ngăn triều và phòng chống sạt lở, đồng thời thúc đẩy các đơn vị nhanh chóng thi công các dự án chống ngập, chống sạt lở. Tiếp theo trong mạng quốc tế. Đức công bố phương pháp mới hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về não như Alzheimer và đột quỵ. Anh ra mắt đồng xu 50 pence đánh dấu lễ đăng quang của vua Charles đệ tam. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm một số khoản đầu tư của nước này vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải báo cáo chính phủ về hoạt động tài trợ trong các lĩnh vực công nghệ khác. Sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các thực thể ở Trung Quốc hoạt động trong ba lĩnh vực: chất bán dẫn và di điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo. Các quy định mới sẽ chỉ ảnh hưởng tới các khoản đầu tư trong tương lai, không ảnh hưởng đến các khoản đầu tư hiện có. Quyết định này được cho là có thể gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù Mỹ khẳng định các lệnh cấm nhằm giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia, chứ không chia tách hai nền kinh tế vốn phụ thuộc lẫn nhau. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cùng ngày cho biết nước này rất thất vọng về quyết định của Washington, nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ theo sát tình hình và kiên quyết bảo vệ các lợi ích của nước này. Hôm nay, công ty đúc tiền xu Royal Mint của Anh đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt của đồng 50 pence để đánh dấu lễ đăng quang của vua Charles đệ tam. Đồng tiền này có thiết kế phản ánh sự kiện lịch sử diễn ra tại tu viện Westminster. Các bưu điện và ngân hàng sẽ nhận được 5 triệu đồng xu mới in hình vua George và tu viện Westminster, nơi lễ đăng quang diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Royal Mint đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử. Lễ đăng quang của vua George là lễ đăng quang đầu tiên mà công chúng được chứng kiến sau 70 năm. Đây là đồng xu thứ hai lưu hành có hình vua George. Đồng xu đầu tiên được phát hành vào tháng 12 năm 2022 để đánh dấu sự kiện ông lên ngôi. Theo truyền thống, chỉ có cách nữ quân vương đội vương miện trên đồng xu. Vì thế, sự xuất hiện của vua George lần này trên đồng xu sẽ không có vương miện. Hiện tại có khoảng 27 tỷ đồng xu đang lưu hành ở Anh in hình của nữ hoàng Elizabeth II. Công ty Royal Mint dự định sẽ thay đổi từ các đồng tiền cũ. Viện nghiên cứu y khoa nổi tiếng tại Đức vừa công bố phương pháp mới để hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về não như bệnh Alzheimer và đột quỵ. Phương pháp của nhóm nghiên cứu là làm trong suốt các cơ quan và xương để quan sát được cấu trúc tế bào, hộp sọ, màng não và não. Những phát hiện mới nhất cho phép các bác sĩ có thể theo dõi, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu tại Viện Hampton vừa phát hiện ra những mối liên hệ trực tiếp chưa từng được biết đến trước đây giữa tủy xương của hộp sọ và bề mặt của não. Sử dụng hình ảnh 3D và độ trong của mô, họ phát hiện ra bản thân hộp sọ chứa nhiều thông tin về bệnh não hơn những gì đã biết trước đây. Chúng tôi có thể tạo ra hình ảnh độ phân giải cao, sau đó gom các mẫu và hình ảnh lại để phân tích từng tế bào, từng phân đoạn của mẫu. Phân tích các liên kết giữa hộp sọ và não, chúng tôi có thể phát hiện sớm và theo dõi tiến triển của căn bệnh, từ đó có phương pháp điều trị thích hợp. Cho đến nay, việc nghiên cứu tiếp cận não vẫn là khó khăn lớn nhất. Các bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán và theo dõi điều trị những căn bệnh ở não bằng cách chụp MRI hoặc PET định kỳ. Giờ đây, theo phương pháp mới, họ có thể cấy ghép các máy dò nhỏ vào đầu của bệnh nhân, ghi nhận luồng thông tin liên tục, và điều này góp phần chẩn đoán chính xác và cụ thể hơn khi tiến hành điều trị các bệnh về não. Ẩm thực luôn là niềm tự hào của người Pháp. Món ăn tại đây nổi tiếng là tinh tế và cầu kỳ trong cách chế biến cũng như cách bài trí. Chính vì vậy, Olympic 2024 không chỉ là một sự kiện thể thao tầm cỡ, mà còn là cơ hội để các vận động viên và khán giả được trải nghiệm những nét ẩm thực độc đáo.
Những đầu bếp về nhà hàng được lựa chọn để phục vụ cho Olympic Paris 2024 đang rất háo hức chuẩn bị những món ăn mà họ dày công sáng tạo. Được phục vụ các vận động viên và du khách trong Thế vận hội tới là niềm tự hào của tôi. Tôi rất hồi hộp và áp lực nữa. Làm thế nào để cho ra công thức ngon nhất? Tôi đã dành ra nhiều tháng để nghiên cứu công thức nấu ăn. Hy vọng là cái món ăn của tôi sẽ làm hài lòng những thực khách sắp tới. Ẩm thực sẽ là một trong những điều kiện để lại nhiều dấu ấn nhất cho du khách khi đến với bất kỳ vùng đất nào. Vì lẽ đó, sự kiện thể thao sắp tới cũng sẽ là cơ hội để ẩm thực Pháp ghi dấu ấn đối với bạn bè quốc tế. Ẩm thực về hậu cần tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là một khâu vô cùng phức tạp đối với những sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Ước tính có tới gần 1,5 triệu bữa ăn sẽ được phục vụ tại Olympic Paris 2024. Người hâm mộ của nhóm nhạc nữ K-pop Hàn Quốc Blackpink đã đổ xô đến thành phố New York, Mỹ vào hôm qua để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu những món hàng lưu niệm hiếm có và đặc biệt tại một cửa hàng pop-up. Hàng dài người đứng xếp hàng tại cửa hàng Born Pink Pop-up Experience, như những Blinks chính hiệu như cô Catherine Reyes thì không mấy bận tâm. Chúng tôi đã xếp hàng cho rất nhiều sự kiện của Blackpink. Chúng tôi đã được xem họ trình diễn tại Coachella và chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được gặp họ. Vì vậy, những món đồ này luôn có giá trị đặc biệt. Tôi muốn mua tất cả mọi thứ ở đây. Bộ tứ Jisoo, Jennie, Rose và Lisa đã trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ khi ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2016. Họ từng hợp tác với nhiều ngôi sao toàn cầu như Lady Gaga, Cardi B và Dua Lipa. Các nhà tổ chức cho biết cửa hàng pop-up này sẽ mở cửa đến hết ngày 12 tháng 8, giúp người hâm mộ hiểu hơn về tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink World Tour. Trong đó có nhiều món hàng lưu niệm thuộc về phiên bản giới hạn được thiết kế bởi nghệ sĩ đồ họa nổi tiếng người Nhật Verdin. Cách đây 50 năm, nghệ thuật đường phố hip-hop ra đời trong khu dân cư nghèo và đầy bạo lực ở New York, trước khi nó đã trở thành một trong những điểm nhấn của ngành giải trí hiện tại. Và cư dân ở đây xem các buổi biểu diễn hip-hop như là một lối thoát tinh thần để tạm quên đi cuộc sống đầy khó khăn. Trào lưu hip-hop nổi lên từ khu Bronx ở thành phố New York. Và đây được xem là phản ứng văn hóa đối với một cộng đồng bị bỏ rơi. Chẳng có người nào chơi hip-hop tại khu Bronx kiếm được nhiều tiền cả. Họ chỉ cứu giúp cuộc đời của những người ở đây. Vào những năm 70-80, thanh thiếu niên tại đây đã vẽ graffiti đầy trên các tòa tàu điện để thể hiện bản thân và phản ánh câu chuyện của riêng mình. Hip-hop sau đó lan rộng ra khắp New York, rồi ra toàn nước Mỹ và trở thành ngành giải trí ảnh hưởng thế giới. Tuy vậy, ngành công nghiệp trị giá nhiều tỷ đô la này vẫn không thể giúp gì cho nơi mà nó sinh ra. Ngày nay, khu Bronx vẫn là nơi nghèo nhất ở New York qua lệ. Sau nhiều năm đề xuất, nhân kỷ niệm 50 năm hip-hop, Bảo tàng Universal Hip-hop dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2025. Nó được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo bước phát triển cho khu Bronx, biến nó thành điểm du lịch tại New York. Trong phần sau của 60 giây, tai nạn trong đường dẫn hầm Hải Vân, tài xế kẹt cứng trong cabin được giải cứu kịp thời. Công an Tây Ninh thu giữ 33 xe máy không rõ nguồn gốc tại nhiều điểm ở huyện Tân Biên. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Tổng Giám đốc Công ty BMS về tội lừa dối khách hàng. Tại phiên tòa, hàng trăm bị hại đã đến để đòi quyền lợi của mình trong dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội. Cùng ra hầu tòa với bị cáo Lê Thanh Thản còn có 6 bị cáo khác, nguyên là cán bộ lãnh đạo quận Hà Đông, Hà Nội. Họ bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2010, bị cáo Lê Thanh Thản là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty BMS đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng, quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng, không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Sáng nay, sau khi xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản và một số bị hại, hội đồng xét xử đã tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung do một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa.
Sáng nay 10 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Nho Cầm, 60 tuổi, trú tại địa phương, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này nói có thể can thiệp để được duyệt chủ trương đầu tư bến du thuyền trên sông Hàn, qua đó đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng. Năm 2018, biết được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án trên, ông LBK, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch KL, muốn đầu tư nên có tìm hiểu. Sau đó, ông K vào thành phố Hồ Chí Minh gặp ông Cầm vì có thông tin người này có thể xin được duyệt đầu tư dự án. Điều kiện là ông K phải đưa số tiền 20 tỷ đồng để ngoại giao. Ông K đồng ý và cùng ông Cầm đến ngân hàng rút tiền giao cho ông Cầm. Đến hẹn là ngày 30 tháng 3, 2019, không thấy ông Cầm giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thỏa thuận nhiều lần cũng không được, nên ông K làm đơn tố cáo. Theo điều tra, qua nhiều lần giải ngân, ông Cầm đã chiếm đoạt của công ty KL số tiền 18 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Nho Cầm để điều tra. Sáng sớm nay, một tai nạn xảy ra trong đường dẫn vào hầm Hải Vân, khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin bị bẹp dúm. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài. Lúc 4 giờ sáng vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại vị trí cầu số 6 đường dẫn vào hầm Hải Vân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cabin của chiếc xe tải bị biến dạng, tài xế mắc kẹt bên trong. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường. Vào thời điểm này, tài xế xe tải vẫn còn tỉnh, bị mắc kẹt hai chân trong cabin bẹp dúm. Đội hình cứu nạn đã sử dụng thiết bị kích thủy lực, kích phần biến dạng của cabin lên tạo khoảng trống để đưa người bị nạn ra ngoài đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang xử lý và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy xảy ra khuya hôm qua trên quốc lộ 50 đã làm hai người tử vong. Khoảng 23 giờ đêm qua, xe máy GMD sinh năm 2006 điều khiển lưu thông trên quốc lộ 50. Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 50 và đường Trần Nguyên Hãn thành phố Mỹ Tho, xe của đề bị một xe máy khác do một thanh niên khoảng 25 tuổi chưa rõ danh tính điều khiển tông trúng. Cú va chạm mạnh làm cả hai xe lao vào một cửa hàng bên đường, úi sập cả cánh cửa. Hậu quả hai người đi xe máy đều tử vong tại chỗ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt phối hợp với công an thành phố Mỹ Tho điều tiết giao thông, đồng thời trích xuất camera an ninh. Qua đó cho thấy vào thời điểm xảy ra tai nạn đường rất vắng, hai xe máy lưu thông với tốc độ cao và va chạm giữa ngã tư. Đến 2 giờ sáng nay, hiện trường mới được giải quyết xong. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Tây Ninh và Công an huyện Tân Biên vừa phát hiện thu giữ 33 xe máy không rõ nguồn gốc được tập kết ở nhiều điểm trên địa bàn huyện Tân Biên. Trước đó, Công an Tây Ninh phát hiện nhiều đối tượng có hành vi tàn trữ, vận chuyển xe máy không rõ nguồn gốc nên lập kế hoạch triệt xóa. Vào lúc 15 giờ ngày 9 tháng 8, trên quốc lộ 22B thuộc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, 4 tổ công tác chốt chặn nhiều điểm để kiểm tra. Qua đó phát hiện xe ô tô tải do ông Tô Hoài Hận, 42 tuổi, ngụ xã Thành Tây, huyện Tân Biên điều khiển, có chở 8 xe máy, không rõ nguồn gốc. Công an điều tra mở rộng, kiểm tra 3 nhà dân ở xã Tân Bình, thu giữ thêm 24 xe máy không rõ nguồn gốc, 14 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tổng cộng 33 xe máy. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định. Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang lập hồ sơ xử lý một phụ nữ về hành vi sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 8, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh năm 1991, trú huyện Ninh Sơn, đang sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép nên mời về làm việc. Người này khai nhận vì thích thể hiện nên đã xin bộ quân phục trên của một người đàn ông để chụp hình làm kỷ niệm, chứ không có mục đích gì khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ một bộ trang phục công an nhân dân và một bộ cấp bậc hàm trung tá để xử lý theo quy định. Chuyên gia leo núi ở dãy Himalaya, Tenzin Sherpa đã lập kỷ lục 14 lần leo lên đỉnh các ngọn núi cao nhất thế giới. Và giờ đây thì anh đang hướng đến mục tiêu mới để trở thành vận động viên leo núi trẻ nhất, hai lần chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới ở Nepal. Đây là giây phút Tenzin Sherpa và Ristin Harila, thành viên leo núi người Na Uy, phá vỡ kỷ lục cũ vì leo ngọn núi K2 ở dãy Himalaya vào tháng 7 vừa qua. Họ đang nắm giữ 14 lần chinh phục các ngọn núi cao nhất thế giới trong thời gian 92 ngày. Tất cả các ngọn núi mà họ chinh phục đều cao hơn 8.000 mét.
Mục tiêu của tôi là trở thành chuyên viên leo núi trẻ nhất, có thể chinh phục tất cả các đỉnh núi này 2 lần. Điều này rất tuyệt vời. Năm nay 35 tuổi, Ten Shen cho biết thời gian của anh không còn dài nếu muốn lập kỷ lục mới. Người nắm giữ kỷ lục hiện tại 2 lần chinh phục 14 con núi cao nhất thế giới là Shanu Sherpa, 48 tuổi. Hiện Ten Shen đã 2 lần lên đến ngọn của 7 trong 64 con núi ở Nepal. Do vậy khả năng lập kỷ lục thế giới mới về leo núi của anh là điều có thể đạt được trong thời gian tới. Riêng với Everest, Ten Shen đã 4 lần chinh phục thành công ngọn núi cao nhất thế giới này. Môn vật Thụy Sĩ được coi là một bài kiểm tra sức khỏe quan trọng của vùng núi Alps và vốn chỉ dành cho đàn ông. Thế nhưng, hiện ngày càng nhiều phụ nữ sẵn sàng tham gia đấu vật. Đây cũng là cách phái yếu thể hiện mong muốn bình đẳng giới. Những người phụ nữ này đang tham gia môn vật Squid Game hay còn gọi là vật Thụy Sĩ. Môn vật Squid Game thu hút rất đông các cô gái tham gia trước dịch Covid-19. Giờ đây thì số lượng phụ nữ thử sức với môn thể thao này đã nhiều hơn, đặc biệt là các cô gái trẻ. Mục tiêu của trận đấu là vật đối thủ đập vai xuống đất. Bộ môn sức mạnh này thu hút hơn 200 thành viên là nữ và con số này có thể còn tăng hơn nữa. Ban đầu là 2-3 cô gái trong làng tới tham gia, sau đó họ thấy hay nên rủ thêm bạn bè người thân. Dần dần thì số thành viên nữ tăng nhanh vì sự háo hức tò mò và vì lợi sức khỏe, cũng như khẳng định vai trò của người phụ nữ. Vật Thụy Sĩ là môn thể thao nổi tiếng được ưa chuộng tại quốc gia Trung Âu này. Có rất nhiều giải đấu vật Thụy Sĩ được phát trực tiếp trên truyền hình và nhận được đông đảo sự quan tâm từ người xem. Tin mới nhận, chiều nay, một chiếc xe khách 16 chỗ va chạm xe máy do người đàn ông điều khiển, khiến người này bị thương nặng. Tai nạn xảy ra trên đường DT753, đoạn qua huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 8, chiếc xe khách 16 chỗ chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên đường DT753, hướng từ huyện Đồng Phú đi Mã Đà, Đồng Nai. Khi xe đến đoạn ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, tài xế cho xe rẽ trái qua đường, thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Nhiều, 55 tuổi điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông và xe máy bị giằng dội ngược trở lại. Người đàn ông bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó chuyển lên tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 6:30 sáng mai với những thông tin thú vị luôn được cập nhật trong 60 giây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.